Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Video lần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ PC chơi game ở phân khúc giá từ 25 đến 26 triệu đồng nha. Bộ PC mình giới thiệu đến các bạn trong video lần này là bộ PC Core i5 đời thứ 9, trang bị card màn hình GTX 1050 Ti đi kèm với chiếc màn hình MSI Sport Gaming Optic G271 27 inch. Thì với bộ PC này, các bạn sẽ thực hiện tốt các tác vụ liên quan tới đồ họa cũng như là chơi game. Thùng PC này được trang bị main B365M, CPU Core i5-9400F, một thanh RAM tản nhiệt của GQ, tản nhiệt khí của ID Kunlin SE224XT màu đen, card màn hình GB GTX 1050 Ti hoặc GB GTX 1060 phiên bản 3GB hoặc 6GB, vỏ cây Sigmatic Venom như thế này nha, và một chiếc nguồn công suất thật của Sigmatic hoặc Iron. Màn hình MSI Optic G271. Chiếc màn hình này được trang bị tần số quét 144Hz, độ phản hồi 1ms, trang bị tấm nền VA với độ phân giải Full HD 1920x1080 nha. Đây là một chiếc màn hình gaming eSports khá phù hợp nhất với các bạn là game thủ. Chiếc thùng của chúng ta đây. Thì chiếc thùng CPU này bên mình sẽ bảo hành cho các bạn 3 năm phần cứng nha. Một số linh kiện thì sẽ bảo hành từ 1 năm tới 3 năm tùy linh kiện. Về phần màn hình, MSI sẽ được bảo hành 2 năm phần cứng. Bên mình sẽ hỗ trợ giao hàng và lắp đặt tận nơi đối với những bạn ở xa. Thùng CPU này sẽ hỗ trợ tốt tất cả các game thủ chơi tốt mọi thể loại game từ Liên Minh, Độc Kích, FIFA Online 4, PUBG Mobile, chơi mức tầm trung của PUBG PC và một số tựa game online khác cũng như là offline. Các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp thêm card màn hình GTX 2060 và những card màn hình cấp cao như GTX 1660 trở lên nha. Vỏ thùng này là vỏ thùng Sigmatic Venom, được trang bị hai mặt kính cường lực. Chúng ta có thể thấy rõ ràng đây là một mặt kính cường lực phía trước. Bên mình đã gắn một bộ tản nhiệt rồi nha. Và bộ tản nhiệt này được trang bị điều khiển luôn. Các bạn có thể thấy là trang bị điều khiển luôn nha. Đây là bộ tản nhiệt auto RGB chạy khá là đẹp. Và một chiếc fan tản khí của ID Kunlin. Ổ cứng mình đang trang bị là ổ cứng SSD 240GB M2 cắm trực tiếp lên mainboard luôn nha. Cứng này sẽ tốc độ rất là cao, giúp cho các bạn vận hành cũng như là khởi chạy các tác vụ game cực kỳ mượt mà. Các bạn có thể lựa chọn các cấu hình phần cứng tương tự cũng như là lựa chọn màn hình để có một cái mức giá hợp lý nhất phù hợp với khả năng kinh tế của mỗi người. Mỹ Thuật Laptop hiện đang có rất là nhiều cấu hình phù hợp cho đa dạng nhu cầu của các bạn từ làm việc, học tập, giải trí văn phòng cũng như là chơi game và đồ họa. Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp Mỹ Thuật Laptop thông qua các số điện thoại hotline hoặc inbox trực tiếp cho bộ phận online để được hỗ trợ sớm nhất nha. Thông tin chi tiết thùng PC này mình có đăng tải chi tiết tại bên dưới video này, các bạn có thể tham khảo thêm. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.